Ngay đây là khu vực phường Tân Hưng Hiệp của thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Và mình di chuyển ra đây là đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, cũng như là về khu vực trung tâm y tế Dĩ An, loanh quanh đâu đó khoảng tầm là chưa đầy 800 m anh chị nha. Ngày hôm nay cùng gửi đến cho nhà mình tham khảo một lô đất nằm ngay tại khu dân cư Phú Mỹ Hiệp anh chị ơi. Một cái khu dân cư mà phải nói là quy hoạch cực kỳ đẹp. Và đây nha quý anh chị, cái lô đất mà hiện tại đang có một cái mức giá cực kỳ tốt luôn quý anh chị ạ. 2 tỷ 250 cho tổng diện tích sử dụng là 60 m² anh chị nhá, ngang 4, dài vào là 15 anh chị ơi, thổ cư phun sổ hồng riêng hướng chính nam, quá đẹp. Và đặc biệt là phía sau mỗi dãy nhà là chủ đầu tư đã chừa sẵn cho chúng ta là một lối thoát hiểm 2 m cho mỗi bên anh chị nhá, khá là rộng rãi và thông thoáng luôn quý anh chị. Và cái lô đất này phải nói là cực kỳ đẹp, vỉa hè rộng rãi thông thoáng này quý anh chị, và đặc biệt là không có dính hố ga trụ điện anh chị ơi. Một cái lô đất phải nói là có cái địa thế khá là tuyệt vời. Đây, quay lại cho quý anh chị cùng xem ở phía trước nhá. Ngang 4 này, từ gốc cây này tính ra là ngang 4, không hố ga, không trụ điện anh chị nhá. Quá đẹp. Và mức giá này cũng hay là nói chung là khá là tốt ngay tại cái khu dân cư này anh chị ạ. Khu dân cư này phải nói là đường xá cực kỳ rộng rãi thông thoáng này quý anh chị. Vỉa hè cây xanh. Và nhà nhà đều xây dựng đồng bộ anh chị nhá, một trệt 2 tầng lầu. Cái khu dân cư phải nói là cực kỳ đẹp. Thì nếu mà mình di chuyển ra theo hướng này là gặp ngay đường D1 để kết nối vào khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B anh chị ơi. Và nếu di chuyển tiếp theo là mình sẽ di chuyển về khu vực khu dân cư Biconsi. Và rẽ tay phải là gặp ngay đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn. Và di chuyển theo hướng đường D1 chúng ta sẽ đi ra ngay đây là trung tâm y tế Dĩ An. Này ngay cái mặt tiền đường DT743B nha quý anh chị. Và nếu kết nối về thành phố Hồ Chí Minh thì ngay cầu vượt Tân Xuân Thủ Đức, loanh quanh đâu đó khoảng tầm 8 đến 9 km thưa quý chị, ngay cầu vượt Tân Xuân Thủ Đức anh chị nhá. Khu dân cư này phải nói là quá đẹp anh chị này. Và đặc biệt khu này thì được chủ đầu tư trồng những cái cây sa la rất là đẹp nha quý chị, cho chúng ta có cái bóng mát cây xanh ở phía trước nhà. Đây anh chị cũng thấy ha, khu dân cư này phải nói là ở cực kỳ đông được quý chị ơi. Đó, đường xá rộng rãi thông thoáng, quá đẹp. Vâng, chỉ có 2 tỷ 250 sổ hồng riêng, mua bán sang tên công chứng ngay nha quý anh chị, còn thương lượng còn nói chuyện, có hỗ trợ vay vốn. Thì nếu mà quý anh chị mà đang có cái dự định tìm cho mình một cái lô đất nằm ngay tại khu vực phường Tân Đông Hiệp và gần bên đây nhất là khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B cũng như là trung tâm y tế Dĩ An, thì có gì tham khảo thêm cái lô đất này và alo cho em theo số điện thoại em có để trên góc màn hình anh chị nhá. Em sẽ cung cấp đầy đủ thông tin giấy tờ sổ sách liên quan đến lô đất này cho nhà mình tham khảo. Và nếu ưng ý hơn nữa thì em sẽ hỗ trợ cho quý anh chị cùng đi xem thực tế nha, xem thực tế để cho nó rõ ràng, cho đúng đủ chính xác minh bạch có giống như em giới thiệu trên video hay không. Rồi sau đó mình đưa ra cái quyết định đấy là vào việc hay thì nó rất là tuyệt vời nha quý anh chị. Đó là phù hợp với quý anh chị nào mà đang có cái dự định tìm cái đất ở khu vực này. 2 tỷ 250 còn nói chuyện còn thương lượng, quý anh chị cái phù hợp alo cho em. Còn ngoài ra cũng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi video của em, yêu thương thì cho em thêm một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký để em có thêm cái niềm vui, cái động lực ra video thật nhiều hơn nữa liên quan đến cái lĩnh vực bất động sản, nhà phố, đất nền của khu vực thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An, thì mình cho anh chị nhé. Em chuyên khu vực này và tất cả đều có sổ hồng riêng, mua bán sang tên công chứng ngay quý anh chị ơi. Đây, quá đẹp. Đó, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.